Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sau gần 5 năm triển khai, đề án tại tỉnh đã có nhiều hoạt động nghệ thuật đờn ca tài tử không ngừng lan tỏa phát triển trong cộng đồng, mang lại những giá trị văn hóa tinh thần cho người dân. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong 21 tỉnh thành phố phía Nam có phong trào nghệ thuật đờn ca tài tử phát triển. Môn nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Theo đó, Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng đề án bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử với mục đích đưa di sản văn hóa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vào trong đời sống xã hội, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ đờn ca tài tử, nghệ nhân trong hoạt động sáng tác cũng như biểu diễn phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Được biết, đề án đã chi tiết hóa 5 nhóm nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện gồm: nhóm nhiệm vụ bảo tồn và quảng bá, giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử; nhóm nhiệm vụ truyền dạy, nâng cao năng lực trình diễn cho tài tử, nghệ nhân, giáo viên giảng dạy âm nhạc trong hệ thống trường học; nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng liên hoan, hội thi, hội diễn; nhóm nhiệm vụ củng cố, phát triển hệ thống câu lạc bộ; nhóm nhiệm vụ đãi ngộ nghệ nhân. Từ khi mà cái đờn ca tài tử được công nhận là văn hóa phi vật thể thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai một cái đề án về đờn ca tài tử. Thì ngay từ khi được phê duyệt thì đơn vị là trung tâm văn hóa đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để mà triển khai cái đề án này, và trong đó đặc biệt là những cái tổ chức được những cái các câu lạc bộ của thuộc trung tâm văn hóa tỉnh và thuộc của 5 huyện của trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đấy, và hàng tháng hàng quý thì đều có những cái sinh hoạt của các câu lạc bộ và có những cái buổi giao lưu từng quý một của đối với các câu lạc bộ của các huyện với nhau. Và khi có cái đề án này thì mục tiêu của chúng tôi là để truyền bá càng rộng, sâu rộng ở trong quần chúng nhân dân, đi vào những cái hoạt động rất là đời thường, từ những cái câu lạc bộ, những cái nhóm tổ, nhóm sinh hoạt đấy, để qua đó thì nó sẽ là cái vừa duy trì, vừa bảo tồn được cái nghệ thuật của đờn ca tài tử. Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của đề án, cùng với sự định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện của các ngành, các cấp, đến nay, phong trào nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng lan tỏa và phát triển. Nếu những ngày đầu chỉ có vài câu lạc bộ, đội nhóm đờn ca tài tử hoạt động, hiện Bà Rịa Vũng Tàu đã hình thành và phát triển được hơn 20 đơn vị duy trì sinh hoạt, giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử, tạo nên một luồng sinh khí mới ở khắp làng quê. Nổi bật có các câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải, câu lạc bộ thị xã Phú Mỹ, câu lạc bộ thành phố Bà Rịa. Mỗi thành viên của câu lạc bộ tuy có công việc, cuộc sống khác nhau, nhưng ở họ có chung niềm đam mê ca hát. Vì vậy mà cứ vào mỗi dịp cuối tuần hoặc những đêm trăng sáng, mọi người đều sắp xếp công việc, cùng nhau hòa đờn, hòa ca về tình yêu quê hương, cuộc sống, về nghĩa tình thủy chung. Nhờ vậy mà nghệ thuật đờn ca tài tử tại Bà Rịa Vũng Tàu mỗi ngày luôn có thêm khán giả mộ điệu tham gia, cổ vũ, giúp mỗi người thêm yêu cuộc sống. Thì chắc có lẽ là từ nhỏ đã được nghe cái giai điệu du dương của bên tài tử cải lương đã nhiều nên nó rất là thân thiết. Thường thì câu lạc bộ của thị trấn thì sinh hoạt kiểu như là không có thời gian nhất định đâu, nhưng mà khoảng một tuần 10 bữa thì anh em có tụ tập quay quần lại để sinh hoạt vui vẻ bên nhau, cái những vui vẻ chuyện trò rồi tập những bài bản đờn ca tài tử, bài mới, bài cũ để ôn lại, để rồi trình diễn cho bà con đồ xem ở địa phương. Tôi nghĩ là đề án bảo tồn đờn ca tài tử của Bà Rịa Vũng Tàu mình rất là hay. Nó qua đó thì nó sẽ tạo điều kiện để cho các anh chị em, cho các cô chú, các nghệ nhân ở bên đờn ca tài tử có thể trao dồi, rồi có thể trình diễn với lại giao lưu với lại các
nghệ nhân của các tỉnh bạn hoặc là trong cả nước. Bản thân tôi thì đi đàn ca tài tử thì nhiều nơi, hãy có bạn bè mời thì đi chơi, thì ngược lại mình cũng mời anh em tới chơi với mình, có nhiều cái phải học hỏi phải vậy, rất là hay. Niềm vui, niềm đam mê, bây giờ tôi 70 tuổi rồi mà tôi vẫn đam mê cái này, chứng tỏ là cái nhạc ngũ cung của mình đó, nó có sức hút tuyệt vời lắm, nó không có làm sao mà nó mất đi, nó phát triển chứ nó không có mất đi đâu. Cùng với việc khuyến khích tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, đội nhóm đơn ca tài tử duy trì hoạt động phát triển, hàng năm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn giao lưu đơn ca tài tử giữa các tỉnh thành phố bạn với nhau, tích cực xây dựng hoạt động hội thi, hội diễn toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các tài tử đơn, tài tử ca có cơ hội cọ sát, thể hiện tài năng của mình trên sân khấu. Với mục tiêu tạo nguồn, đào tạo thế hệ kế thừa từ cơ sở, chính vì vậy mà tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng có nhiều tài tử đơn, tài tử ca trở nên tự tin, chuyên nghiệp, nhuần nhuyễn hơn trong cách ca và cách biểu diễn. Mặc dù không phải là cái nôi của nghệ thuật đơn ca tài tử như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên qua những lần đoàn Bà Rịa Vũng Tàu tham gia các kỳ liên hoan đơn ca tài tử toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đều đạt nhiều thứ hạng cao, đáng tự hào. Hiểu lý do tại sao mà từ nhỏ thì đã thích nghe rồi và lớn lên mới tìm tòi đi học. Thì bây giờ được may mắn, được cơ duyên để mà tham gia vào những chương trình đơn ca tài tử của tỉnh nhà, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì khi mà mỗi lần mà ca lên một ca khúc nói về quê hương đất nước, cảm thấy tự hào lắm. Bởi vì mình được ca lên một giai điệu của dân tộc, mà cái giai điệu này đã được thế giới công nhận. Trung tâm Văn hóa Bà Rịa Vũng Tàu cũng tạo cho tất cả các nghệ nhân đơn ca tài tử những cơ hội, là những đề án, những cuộc thi, những liên hoan đơn ca tài tử, thì nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đó là được mỗi một nghệ nhân sẽ được thể hiện cái sự yêu thích của mình, đam mê của mình và khả năng, năng khiếu của mình nữa. Thì đó là một cơ hội cho tất cả các nghệ nhân. Qua gần 5 năm triển khai đề án, nghệ thuật đơn ca tài tử tại tỉnh nhà đã từng bước gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân, tạo được nét đẹp văn hóa trên mỗi vùng đất thân thuộc, hiền hòa. Ngoài ra, nhằm nâng tầm nghệ thuật đơn ca tài tử, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh còn tổ chức những cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nghệ thuật đơn ca tài tử, phát hành những tập bài bản đơn ca tài tử dành cho thiếu nhi và người lớn, có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, con người Bà Rịa Vũng Tàu mến yêu đến các câu lạc bộ trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình Giai điệu quê hương trên sóng BRT và các nền tảng số của đài, với nội dung tìm hiểu về tiến trình, lịch sử, sự phát triển của đơn ca tài tử qua thời gian, cùng phần trình diễn nghệ thuật đơn ca tài tử với nhiều chủ đề khác nhau, đã góp phần tạo sự phong phú cho đời sống tinh thần của người dân nói chung, cũng như là dịp để tài tử đơn, tài tử ca có thêm cơ hội đem lời ca tiếng đơn của bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc lan tỏa sâu rộng đến với công chúng. Song song đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh còn tích cực xây dựng các lớp dạy cơ bản về đơn ca tài tử cho người mộ điệu, học sinh, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn. 15 câu lạc bộ có phong trào đơn ca tài tử phát triển được cấp bộ nhạc cụ nhằm tạo điều kiện cho các tài tử có nhạc cụ để luyện tập và giao lưu biểu diễn. Cũng khơi được một cái phong trào rất là sôi động, và không chỉ có những cái tầng lớp trung niên và cả những cái thanh niên và những cái em học sinh cũng rất là quan tâm đến cái hình thức này. Đấy, và cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để triển khai, đặc biệt là triển khai những cái lớp học như năm 23 này cũng sẽ có hai cái lớp học để triển khai, về một cái lớp là về truyền dạy về đờn ca tài tử về ca, và một cái lớp là để truyền dạy về cái cho các cái tài tử về đàn, để tiếp tục sẽ bảo tồn và để phát triển cái nghệ thuật đờn ca tài tử. Trong năm 2023 này, tiếp tục thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh với những nét mới. Trong đó, xây dựng nhiều chính sách đãi ngộ cho các nghệ nhân, khen thưởng kịp thời nhằm động viên,
khuyến khích các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ của tỉnh. Tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn cho các tài tử đơn, tài tử ca có đủ điều kiện, thành tích, thời gian cống hiến để lập hồ sơ, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa Cơ sở xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa và nghệ nhân ưu tú cho tài tử, nghệ nhân trong tỉnh. Kính thưa quý vị, nghệ thuật đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung. Đề án bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tiếp tục phát huy những giá trị mà đờn ca tài tử lưu giữ, cũng như góp phần tích cực vào việc giữ gìn những bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc. Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.